trả lời đúng câu hỏi, bạn nhận được phần thưởng 10 triệu. Đó chính là câu hỏi của Tổng Giám đốc Nguyễn Viết Trung, Tổng Giám đốc của Điều hòa Casper đưa ra trước Hội nghị Điện Máy Hà Đông năm 2019. Câu hỏi đó là tại sao các siêu thị điện máy luôn bán cao hơn mức giá cỡ khoảng 15% so với các đại lý thuộc kênh TT mà họ vẫn bán được nhiều hàng? Đã có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng câu trả lời đúng thuộc về bởi siêu thị họ đã tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng. Theo bạn, đó có phải câu trả lời đúng không? Tôi thấy đúng bởi vì đâu đó các siêu thị điện máy họ truyền tải rất nhiều những thông tin và khiến cho người ta có cảm xúc của sự tin tưởng, tin rằng ở đó siêu thị bán hàng chính hãng. Nhưng hàng chính hãng thì sao? Rất đơn giản, thì việc đăng ký bảo hành online trực tuyến ngay khi nhận hàng, xuất hóa đơn VAT điện tử ngay khi bán hàng thì đó được coi là hàng chính hãng. Vì vậy cái niềm tin của khách hàng đối với siêu thị nó xuất phát từ đâu nữa và kéo dài bao lâu? Cá nhân tôi đã từng bước vào một vài siêu thị để xem cách bán hàng của họ thế nào. Quả thật ở đó họ tạo nên một cái không khí rất là vui vẻ, khách hàng vào thoáng ngập bởi những không gian đẹp hoành tráng, sự chu đáo và tận tình của những nhân viên từ bảo vệ đến PC. Nhưng khi tôi đóng vai một khách hàng, tôi hỏi thử nhân viên PC của siêu thị những điều sâu hơn về các sản phẩm như điều hòa hoặc TV hoặc máy giặt hoặc tủ lạnh hoặc máy rửa bát hoặc máy sấy quần áo. Tôi nhận ra rằng nói thật, rất nhiều nhân viên PC siêu thị chưa từng đọc hết quyển catalog. Còn giá bán thì sao? Đương nhiên rồi, ở đó giá rất cao, thông thường cao hơn 15% so với những người bán hàng kênh TT, mặc dù sau khi đã trừ đi tất cả những khuyến mại quy ra tiền và những dịch vụ giảm giá khác. Còn vận chuyển lắp đặt thì sao? Với hơn 10 năm kinh nghiệm bán các sản phẩm điện máy, bản thân tôi đã bán lại cho những khách hàng ở trên khu vực phố cổ rất nhiều những trường hợp mà họ đã từng mua hàng tại siêu thị. Nhưng tuy nhiên khi gặp phải những điều kiện rất khó khăn về địa hình, đôi khi phải kéo những sản phẩm máy giặt qua ban công không bê được theo đường cầu thang, hoặc những trường hợp cầu thang quá nhỏ, quá xoắn hoặc cửa quá hẹp, nhân viên siêu thị đã bỏ về và bỏ tay chúng tôi. Còn những người như TT chúng tôi, những nhân viên vận chuyển và lắp đặt, họ rất hiểu về kỹ thuật sản phẩm, họ có thể bổ máy tháo ra lắp lại một cách hoàn hảo mà vẫn dám đứng ra khẳng định chất lượng vẫn hoạt động bình thường và đăng ký bảo hành bình thường đối với hãng. Còn dịch vụ sau bán hàng thì sao? Các siêu thị điện máy luôn quảng cáo rằng dịch vụ sau bán hàng của họ rất hoàn hảo. Nhưng tôi đã từng mua hàng của siêu thị, tôi chỉ nhận được đâu đó sau khi mua hàng khoảng vài ba ngày một cuộc gọi của nhân viên telesale hỏi anh nhận hàng có cảm thấy thoải mái không, dịch vụ lắp đặt của bên em có chu đáo không, và tôi miễn cưỡng trả lời rất ổn. Nhưng khi bạn gặp sự cố về sản phẩm thì sao? Hoặc khi bạn muốn gọi về siêu thị để hỏi lại về cách sử dụng sản phẩm cũng như là cách tự tay bảo dưỡng sản phẩm thì sao? Nhất định bạn lại tiếp tục gặp những telesale. Đương nhiên rồi, telesale thì họ không thể hiểu biết về kỹ thuật sản phẩm được. Làm sao họ có thể giải đáp cho bạn những vấn đề về kỹ thuật được? Hoặc khi bạn gặp những sự cố, ví dụ những cái trường hợp này, bây giờ thế nào? Khách hàng đã gọi về siêu thị, nhưng nhân viên siêu thị lập tức sẽ phát xe sang trung tâm bảo hành của hãng. Vậy niềm tin của khách hàng khi mua tại siêu thị kéo dài bao lâu? Thật sự tôi rất trân trọng, rất cảm ơn anh Nguyễn Viết Trung đã đưa ra một câu hỏi ý nghĩa. Tôi tin bản thân câu hỏi đó đã là một món quà trị giá trên 10 triệu dành cho rất nhiều người, không cần phải trả lời đúng. Và tôi tin anh ấy đã từng suy nghĩ tại sao họ lại mua những thương hiệu khác và tại sao họ lại mua thương hiệu Casper. Giống như tôi ngày hôm nay, tôi cũng đặt ra câu hỏi tại sao khách hàng lại mua hàng của siêu thị điện máy và lý do gì để họ chuyển sang mua hàng tại kỹ sư điện máy.
Rất cảm ơn anh Nguyễn Phước Trung. Còn câu trả lời của bạn là gì?